Mùa hè này có rất nhiều bạn ấy nhắn tin cho bác Đạt, hỏi bác Đạt ấy là gì ạ? Em có cho con làm điều hòa đúng không? Thì các bà cứ bảo là ở đấy cứ cho làm điều hòa đi, đấy, bảo sao nó chẳng ho chả ốm rồi sổ mũi mãi không khỏi, đúng chưa? Không phải các bạn nhé. Với cái thời tiết mùa hè như thế này thì cái việc mà bé nằm điều hòa là hết sức quan trọng. Người lớn chúng ta cần có điều hòa để ngủ nó ngon, phải không ạ? Và con bạn càng cần phải có điều đó. Và cái việc điều hòa để giải quyết cái vấn đề thời tiết nóng bức mùa hè như này là hết sức quan trọng để trẻ ngủ ngon. Và khi con mà ngủ ngon ý, thì trí não phát triển, sức đề kháng tốt và bé khỏe mạnh hơn mỗi ngày, được chưa? Đấy, cho nên là đừng có đổ oan cho điều hòa các bạn nhé. Đấy, và bác cũng đã có một cái video là dùng đúng cái điều hòa, dùng đúng như nào thì bác có rồi đấy, dùng điều hòa đúng trong mùa hè, search video đó trên kênh YouTube. Và hôm nay thì video này bác sẽ nói về cái hen suyễn ở trẻ em. Cái hen suyễn nó đang có dấu hiệu gia tăng rất là cao ở trẻ em hiện nay, và nếu chúng ta không điều trị sớm, không điều trị kịp thời, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé, cái sự tăng cân của bé, đề kháng kém hay ốm, rồi chậm phát triển của trí não. Thì chúng ta phải xử lý như nào khi mà con có dấu hiệu là ho nhiều này, con khó thở khó khè này, để phân biệt với tình trạng viêm mũi họng thông thường và bị hen phế quản hay gọi là hen suyễn ở trẻ em, chưa? Hen là cái gì ạ? Đó là một phản ứng miễn dịch của cơ thể, đúng không? Khi mà các cái tác nhân, các cái yếu tố môi trường từ bên ngoài, ví dụ như là nhiệt độ thay đổi, ví dụ như là dị vật như là gì ạ? Phấn hoa, như là bụi, ô nhiễm không khí, phải không ạ? Thế thì đấy là các dấu hiệu và đây là sự phản ứng quá mức của hệ miễn dịch các bạn nhé. Đấy, do bản thân cơ thể của đứa trẻ như vậy. Một là ho tái đi tái lại nhiều lần, đấy, và đặc biệt là ho về đêm về sáng sớm. Đấy, thứ nhất. Thứ hai là khó thở này, đúng không? Khò khè này là do cái phế quản bác vừa nói đấy, nó co thắt bình thường như này, bây giờ nó co thắt như này thì nó sẽ khó thở, nó khò khè, nó tạo ra cái tiếng rít, đúng không? Thứ ba là gì ạ? Thở nhanh, thở gấp, đúng không? Khó thở do đường thở bị ảnh hưởng. Và thứ tư là gì ạ? Mặt nó nhợt nhạt rồi ạ, ra mồ hôi nhiều do cơ thể nó không cung cấp đủ oxy, đấy, não nó không đủ oxy. Đấy là bốn dấu hiệu mà bất kỳ bà mẹ nào cũng có thể quan sát và có thể nhìn thấy được nhá. Và khi mà mình đã biết được rằng gì con mình có các cái dấu hiệu như vậy, thứ nhất là hen suyễn thì đó là một cái bệnh miễn dịch, nó liên quan đến cái cơ địa của đứa trẻ nó. Gia đình mà có người bị viêm mũi dị ứng này, có người bị dị ứng này thì thường có cơ địa nhạy cảm, thì thường như vậy, cho nên rất khó để chúng ta điều trị khỏi một cách hoàn toàn, nếu liên quan đến cơ địa mà. Nhưng chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được các cái cơn khó thở, các cái cơn hen nếu như chúng ta phát hiện được sớm và dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ, đúng không? Tuân thủ cái phác đồ điều trị thì hoàn toàn có thể kiểm soát được bệnh hen suyễn này và bé vẫn phát triển bình thường, vẫn lớn lên bình thường, vẫn thông minh bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường, đúng chưa? Ê, cha mẹ cần phải nhận biết này các cái dấu hiệu mà trẻ sắp lên cơn nha, sắp lên cơn để chúng ta có cái thuốc dự phòng là thuốc uống này, thuốc ngậm dưới lưỡi này, hay thuốc xịt. Thì cái thuốc này khi đi khám ấy, thì bác sĩ sẽ kê đơn cho các bạn, được chưa? Đấy, thì bác không có nói rõ cái tên thuốc ở đây vì tùy tình trạng của mỗi bé này, đúng không ạ? Tùy cơ địa của mỗi bé này có dị ứng hay không này, thì bác sĩ sẽ kê thuốc cho nó phù hợp, thì dùng theo đúng chỉ định bác sĩ. Và khi thấy con có các dấu hiệu như là ho này, khò khè, khó thở này, rồi thì nặng ngực này, rồi thức đêm, khóc đêm nhiều này, ho nhiều về đêm sáng sớm này, thì khi đó chúng ta phải cho bé sử dụng thuốc ngay. Đấy. Và khi sử dụng thuốc mà các cái dấu hiệu nó không hề thuyên giảm và nó còn diễn biến nặng hơn nữa, như là gì ạ? Cái gì ạ? Nói năng nó khó nhọc này, thở nó phập phồng cánh mũi này, tím tái mặt da, xanh tím tái ở đầu chi đầu ngón tay này, đúng chưa? Thì đó là dấu hiệu nặng và chúng ta cần phải cho bé đi khám ngay lập tức nhá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe và đến tính mạng của con bạn sau này, được chưa? Thì đấy là cái vấn đề mà các bạn có thể tham khảo, có thể nghe, có thể ghi chép vào cuốn sổ để chúng ta theo dõi và áp dụng và chăm sóc con. Đấy. Và các bạn có một cái điều rất may mắn như này, khi mà con bạn càng lớn ý, đặc biệt là ngoài 6 tuổi, khi mà hệ miễn dịch của nó hoàn thiện, đúng chưa? Đấy, khi mà bé được chăm sóc tốt này, bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất, ăn uống đa dạng, giấc ngủ của trẻ tốt, thì nó sẽ thuyên giảm dần và nó có thể khỏi nha các bạn nhé. Và nó không để lại những dấu hiệu gì cả. Đấy, yên tâm như vậy. Vấn đề ở đây là các bạn phải kiên trì và áp dụng đúng phác đồ của bác sĩ hướng dẫn. Thì phần nào đó mà các bạn chưa rõ thì có thể comment ở đây, hỏi thêm, bác sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn.
Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của Đạt nha. Trên kênh có hơn 1.000 video, đó là những cái phát đồ, những cái hướng dẫn mà bạn hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ nuôi con khỏe mạnh, tăng cân tốt này, ít ốm này, không lạm dụng kháng sinh này, và tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc và thời gian. Và các bạn mua sách này nhé, những đứa trẻ lớn lên không ốm. Cuốn sách này là những kiến thức chăm con bạn đã trình bày, ghi chép và cập nhật tất cả những cái gì mới nhất trên thế giới và dễ hiểu cực kỳ luôn. Đấy, bất kỳ bà mẹ nào đọc và áp dụng thì các bạn đều thấy rằng con mình đều khỏe mạnh hơn mỗi ngày, tăng cân tốt và ít ốm, và chúng ta cảm thấy vui vẻ mỗi ngày. Rồi, và hàng trăm ngàn bà mẹ đã nhận được giá trị từ cuốn sách này, và bây giờ là đến lượt bạn. Làm thế nào để con luôn ăn ngon ngủ kỹ? Làm thế nào để con không ốm? Nếu có ốm cũng trôi qua nhẹ nhàng. Làm thế nào để con thông minh, cao lớn và khỏe mạnh? Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chẳng có trường lớp nào dạy bạn phải làm sao cho đúng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, dược sĩ Trương Minh Đạt đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn mẹ bỉm giúp tránh khỏi các sai lầm khi nuôi con nhỏ, để cho các con luôn khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng của một gia đình thịnh vượng, giúp các mẹ nuôi con không còn những nỗi vất vả mà là một hành trình hạnh phúc.